Hi, Cảnh chào buổi chiều với tất cả mọi người. Mình là Cảnh, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Cảnh miền Tây nha. Thì hôm nay Cảnh đi vào cái ao vuông của thằng cháu, cháu bà con của mình thả tôm xuống giống Giao Quá Bình Minh. Thì vô đây bữa nay Cảnh vô đây thăm cái ao tôm của nó, rồi nó sẽ chạy cho Cảnh coi và cho mọi người cùng coi luôn. Và wow, miếng vuông nè mọi người. Diện tích nhiêu vậy ạ? 20 công. 20 công là mình thả bao nhiêu thùng mà hả? 3 thùng. 3 thùng là 30.000 tôm sú Giao Quá Bình Minh. À, bữa nay là bao nhiêu được bao nhiêu ngày rồi ta? Tháng 20 ngày. Rồi, bữa nay thì đi chài thử chài cho mình coi nha. Càng luôn hả gì vậy? Càng càng đi cua luôn hả? Wow. Ồ, chín rồi. Tôm sú mới có tháng 20 ngày nha mọi người. Thì bữa nay mình vô đây mình thăm lại cây nó được bao lớn rồi. Ồ, nhóc chân kìa. Nuôi sú Bình Minh kết hợp với càng. Wow. Tháng 20 ngày mà giờ nếu mà đầu cỡ được cũng có hàng 4 rồi ha. 4. Hàng 5, hàng 6 đủ hết trơn nè. Rồi càng kìa. Càng thả được bao lâu rồi? Càng 4 tháng. Càng 4 tháng. Sú hiện tháng 20 ngày nè mọi người. Sú Bình Minh nha. Ồ. Nó phao ha. Ừ. Tôm đẹp. Tôm Bình Minh nhìn thấy biết liền à. Bình Minh nó khác hẳn mấy thằng kia đó. Tôm đẹp mọi người. Thì có cho ăn đồ thêm không? Cho ăn đồ dặm không? Dặm xương xương vậy đó. Dạ hả? Cho ăn thức ăn hay là bằng màu gì? Thức ăn. À, cho ăn thức ăn. Cũng cho kết hợp với càng này mình mới cho ăn đó ha. Ừ. Quá trời thấy ham luôn rồi. Mới con tháng 20 ngày mọi người vô xài sú vô xài 40-50. Rồi đẹp lên nó mới chịu lớn nè. Sú ngọt tháng mấy tháng 20 ngày trở lên là lớn. Chiếc à, đúng rồi, sú cỡ tháng 20 ngày trở lên là nó mới mau lớn ha. Quá trời cái ca chạy này dính nhiều càng và nhiều sú luôn. Quá rồi. Bên chỗ Cảnh cũng có cung cấp giống càng này nha mọi người. Càng này càng toàn đực. Rồi. Gà thấy ham không? Con sú nè mọi người. Sú Bình Minh nè. Sao? Con sú này 4 mấy con ký nha. Ồ, sú này tầm 4 mấy con ký ha. Ừ. 40 hả? Ồ ồ. Sú 40 con ký nè mọi người. Mới có 1 tháng 20 ngày à. Mà từ giai đoạn này trở về sau á, sú Bình Minh nó mới phát triển nhanh. Tháng 20 ngày lọt về lớn 3 tháng. Lọt về 3 tháng là nó rất là nhanh luôn. Này này chịu 3 tháng lên 2 mấy con bình thường. Ừ. 20 mấy con. Rồi Cảnh kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye.